Bây giờ xin mời bà con mình nghe bài viết Tháng Ba Đen, Tháng Tư Đen của tác giả Tôn Thất Sang. Tuấn xem lại ẩu đạn, cẩn thận đóng chốt an toàn của cây con 45, xốc lại chiếc áo giáp nặng nề, kiểm soát mọi người và sau đó chàng mới vừa vỡ lên chiếc xe Jeep nhà binh. Bây giờ đã quá đầy người, vợ chàng đang mang thai đứa con đầu lòng được gần 6 tháng. Nhìn nàng bụng mang dạ chữa mà đất nước đang hồi dầu sôi lửa bỏng, bất giác Tuấn thở dài thương cảm. Đà Nẵng đang ở vào cảnh hỗn loạn cùng cực của một bầy cá đủ loại đang bị lúng túng trong chiếc rọ khổng lồ. Ngoài đường, binh lính thuộc mọi quân binh chủng như rắn không đầu vì không có cấp chỉ huy, lang thang hỗn loạn vô trật tự. Có nơi đã xảy ra một vài vụ cướp. Bây giờ là ngày 29 tháng 3 năm 75, ngày cuối cùng của thành phố lớn thứ hai của miền Nam, trước khi lọt vào tay Cộng sản. Đêm qua, Việt Cộng đã pháo kích phi trường Đà Nẵng, căn cứ hải quân Tiên Sa, đã có nhiều trái đạn lạc vào nhà dân ở Phước Tường và bãi biển Nam Thọ, gây tử thương cho nhiều gia đình. Quân Cộng sản đang vượt đèo Hải Vân trên đường tiến quân vào Đà Nẵng. Tuấn biết điều đó, nhưng lúc nào chàng cũng trọng trách nhiệm và muốn liên lạc chặt chẽ với đơn vị, nên chàng vội vàng mang vợ và gia đình lên liên đoàn công binh chiến đấu, đồng trú tại Hòa Khánh, gần vùng biển Nam Ô. Chàng đã cho tài xế nghỉ sáng nay để anh ta thu xếp gia đình. Tuấn lái xe cẩn thận dọc đường Thống Nhất, gần đến ngã ba cây lan. Chàng nghe tiếng đạn nổ giòn xen lẫn với nhiều tiếng la thét, quát tháo. Nhìn về phía kho gạo ở phía trái, gần ngã ba vào Tổng Y viện Duy Tân, Tuấn thấy dân chúng và lính tráng đông như kiến đang chen lấn giành nhau vào kho gạo, mà cửa chính đã bị phá ra thật lớn. Thỉnh thoảng, những tràng đạn chỉ thiên lại vang lên từng nhịp, làm mái tôn như trung lên với những lỗ vỡ ra toang hoác ở mái. Cũng may là lính tráng chỉ bắn chỉ thiên để hù dọa nên không ai bị thương. Tuấn thở dài, nhìn dân chúng và lính tráng đẩy từng xe cải tiến đầy gạo được chuyển từ kho ra. Chợt Tuấn cảm thấy chua xót khi thấy anh em binh sĩ, mấy ngày nào đây là những chiến binh gan dạ, xông pha trận mạc giữ gìn từng tấc đất, không hề lùi bước trước quân thù. Nay vì sự phản phúc bội ước của ngoại bang, vì sự bất tài của chóp bu và do sự ngã giá theo điệu con buôn của tập đoàn tư bản và tập đoàn cộng sản quốc tế đồng minh với Việt Cộng, mà miền Nam Việt Nam phải chịu muôn vàn đắng cay tủi nhục, hy sinh cả một quân đội hùng mạnh đứng vào hàng thứ tư trên thế giới. Tuấn chua xót nhìn anh em trong cảnh sảy đàn tan nghé, đang tan ra từng mảng nhỏ, đang tự hủy dần vì cái ngu dốt của cấp lãnh đạo với quân lệnh, di tản chiến thuật cũng gần đồng nghĩa với chưa đánh đã chạy. Giờ đây, cấp chỉ huy không còn, vợ con ly tán, nhà cửa thất lạc, nên anh em rất dễ làm càn. Giao thông như tắc nghẽn, vì hầu như dân chúng đều đổ ra đường, lao sao như gà mất mẹ. Kẻ xuôi, người ngược gọi nhau in ỏi, hoang mang cùng cực. Dòng xe ngược chiều từ Hòa Khánh đổ về như khựng lại. Trên trần xe, thúng mũng, nồi niêu son chảo, con nít, người lớn đeo la liệt. Họ nói trong vẻ hốt hoảng là Cộng sản đã vượt đèo Hải Vân, gần đến ngã ba Hòa Mỹ rồi. Họ kêu gào khóc lóc, tất cả đều mang vẻ hốt hoảng, hoang mang của một ngày tận thế. Đang miên man suy nghĩ, chợt Tuấn như chợt tỉnh vì tiếng ai gọi lớn. Bác sĩ đi đâu đó? Định thần nhìn lại, chàng thấy Trung úy Thủy, phó ban tài chánh liên đoàn, đang nhảy vội xuống xe lam đến bên Tuấn. Chào anh Thủy, đang định lên liên đoàn đây. Tuấn trả lời. Thủy cười như mếu, trách nhẹ. Cái ông này liên đoàn di tản lúc 2 giờ sáng hồi hôm rồi. Đại tá liên đoàn trưởng cùng đi với các đại đội trưởng cầu nổi cầu ghép, công sự nhẹ, chỉ huy công vụ và khai quang rồi. Bằng phương tiện gì? Tuấn hỏi. Lên phà do đại đội cầu nổi và cầu ghép thiết kế. Tất cả lên phà, ra tàu lớn đậu ngoài vùng biển khơi Nam Âu. Thôi, bác sĩ trở lại Đà Nẵng đi, Việt Cộng về đến Nam Âu rồi.
Tuấn cảm ơn trung úy Thủy và chúc anh bình an. Thủy chào chàng và vội vàng chạy đeo lại chiếc xe lam hồi nãy vẫn còn nhích từng bước như rùa bò. Đó là lần cuối cùng chàng gặp trung úy Thủy. Tuấn tìm cách trở lại xe, chàng đi ngược lại phía đường Nguyễn Hoàng vì lối này tương đối ít người hơn. Nhìn sân ga vắng ngắt, chợt Tuấn có cảm giác rờn rợn. Một toán thủy quân lục chiến không có cấp chỉ huy đang từ sân ga tràn ra đường. Để ý Tuấn an lòng vì thấy họ không có vũ khí. Tuy nhiên thấy anh nào cũng thủ tay trong áo trận, không biết trong ấy có lựu đạn hay không. Hai ba anh tiến đến xe Tuấn với thái độ hung hãn. Toàn chặn lại nhưng chàng bình tĩnh ứng xử nên không có gì đáng tiếc xảy ra. Nhìn các anh lính đằng đằng sát khí, mất trật tự, chàng thở dài tiên đoán. Rồi thành phố sẽ có những cảnh cướp giật xảy ra trong cảnh hỗn quân hỗn quan này. Tuấn nhớ lại 2-3 ngày trước, 26 tháng 3 năm 75, cố đô Huế thân yêu của chàng cũng đã lọt vào tay cộng quân. Cũng do lệnh di tản chiến thuật của từ chóp bu đưa xuống, lại thêm có vài chỉ huy trưởng thiếu trách nhiệm tìm cách chạy lấy thân, đem con bỏ chợ, làm cho nhiều binh đoàn bộ binh không có kế hoạch rút quân hoàn chỉnh. Đến nỗi tất cả các đơn vị hầu như đều rút về cửa Tư Hiền, kể cả các tiểu đoàn thủy quân lục chiến 3, 4, 5, 7. Tất cả đều tập trung quân ở một vị trí mà phía sau là mé biển Đông. Có lẽ các chỉ huy trưởng muốn bắt chước Hàn Tín, lập bối thủy trận để quân sĩ hết đường thoát mà chiến đấu đến cùng chăng. Tuy nhiên cũng vì phơi mình ra khơi khơi, không có vị trí che chở phòng vệ, nên anh em binh sĩ đã bị thiệt mạng rất nhiều với những tràng đạn Đại Liên, cũng như súng cối của Cộng sản. Tuấn cũng nghe những binh sĩ đã thoát được từ vùng biển chết ở cửa Tư Hiền, từ Huế vào kể, cho nghe những vụ bắn giết nhau trên chiến hạm to lớn 801 giữa thủy quân lục chiến và bộ binh, mà phần thiệt hại cho bộ binh rất nhiều. Sau này, khi đến Mỹ, đọc lại hồi ký tháng 3 gậy súng, của đại đội phó đại đội 4, tiểu đoàn 4 thủy quân lục chiến Cao Xuân Huy kể, những thảm cảnh kinh hoàng trên bãi biển cửa Tư Hiền của những toán quân không còn cấp chỉ huy, cùng những cảnh thủy quân lục chiến bắn người trên vận tải hạm 801, và những cảnh tự sát tập thể đầy quay hùng của anh em binh sĩ, thề quyết không xa vào tay giặc. Tuấn không khỏi bồi ngồi thương cảm cho số phận những quân nhân của giờ thứ 25. Trở về nhà, ở tòa đặc ủy giám sát vùng 1 ở góc đường Độc Lập và Thống Nhất, Tuấn thay vội bộ quân phục, nhìn khu giám sát viện với người đi cả ở vội vã, nét hoang mang hiện trên nét mặt mọi người. Tuấn thấy lòng như trùng xuống, hoang mang trước cảnh đổi thay của đất nước, nhìn ra phía bờ sông Hàn, phía tòa Tổng lãnh sự Mỹ, chàng thấy những cuộn khói đen mịt mù bay lên xen lẫn với những tiếng nổ nhỏ. Chàng biết các nhân viên sở Mỹ đang hủy hồ sơ. Trên không, hai chiếc trực thăng UH-1B đang vần vũ tìm cách di tản những người Mỹ còn sót lại. Tự nhiên, Tuấn cảm thấy một nỗi tức giận, không kềm chế được. Mà chàng ước gì có trong tay một khẩu Đại Liên thì, chàng cũng không ngại bắn vào một trong hai chiếc đó, rồi ra sao thì ra. Đó là nỗi tức giận đầy cảm tính của những người trong cuộc chơi bị kẻ đồng hành phản bội. Cuộc cờ chưa tàn mà đã vội hy sinh sĩ tốt, xe pháo của mình để chạy lấy thân, sống chết mặc bay. Sau này khi ở tù trại Kỳ Sơn, Tuấn cũng đã nhiều lần hỏi cảm tưởng của các bạn tù từng phục vụ ở các đơn vị tác chiến. Chàng còn nhớ đại quý giảng đại đội trưởng đại đội dù, đóng ở cầu Phan Thanh Giảng, cũng đã tức giận trả lời là anh xuất ra lệnh xạ thủ Đại Liên, bắn vào các trực thăng Mỹ đang tìm cách di tản những người Mỹ và những ông to bà lớn trên các cao ốc gần đó. Tuy nhiên, anh đã kiềm hãm kịp thời nên cuối cùng không có việc gì đáng tiếc xảy ra. Lần hồi, chàng hiểu ra rằng kết quả của cuộc chiến Việt Nam chỉ là hệ quả của cuộc mua bán đổi giác vì quyền lợi của tập đoàn tư bản và của tập đoàn phù thủy Cộng sản quốc tế. Mà Cộng sản Việt Nam cũng chỉ là một thành viên, một con cờ mà thôi. Tuấn chưa sót, nhìn vợ, bụng mang dạ chữa, đang loay hoay lôi hết những bộ quân phục của chàng đem ra đốt.
Nàng cũng cẩn thận đem luôn tất cả giấy tờ, hình ảnh kỷ niệm trong thời quân ngũ. Chàng chợt nực cười khi thấy nàng loay hoay cố đốt cháy cho hết những hình playboy hấp dẫn mà chàng đã có công cất giấu trong học tủ từ bấy lâu nay. Vừa đốt, nàng vừa phì cười, đay nghiến. Bọn diệt cộng vào mà thấy những hình yêu quỷ này thì chúng cho ở tù mất mùa. Trấn chợt vui vẻ bảo vợ. Em đừng lo, bọn diệt cộng mà thấy những của nợ này thì chúng sẽ thu giấu để đêm tối đem ra xem cho sướng mặt. Mà trầm trồ, sao cái món gì của tư bản cũng to và thơm thế? Vợ chàng lại cằn nhằn. Anh còn lưu những thư từ gì nữa không? Anh có những chỗ cất giấu bí mật mà buổi nay em mới biết. Trong khoảnh khắc, chàng chợt khám phá ra rằng lòng ghen tuông của đàn bà nhiều khi lại đáng sợ hơn việc cộng nữa. Và chàng cảm thấy may mắn là trước đó đã đốt kịp những bức thư tình của người tình lỡ trước khi nàng lục đến, nên vô tình tránh được những màn vấn đáp đến nhức xương. Nhìn ngọn lửa tàn lụi dần, Tuấn có cảm giác chua xót như cuộc đời bình yên của chàng, gia đình chàng, tổ quốc chàng, rồi cũng phôi pha dần theo năm tháng dưới chế độ hà khắc của Cộng sản, và quãng đường tiếp theo chỉ là những cơn bão tố phủ phàng. Chàng nhớ lại, mới vài tháng trước đây, chàng và vợ đã xem phim Dr. Zhivago ở rạp Kim Châu ở đường Độc Lập. Chàng cảm thương cho số phận người bác sĩ không may, đã sinh ra trong thời nhiễu nhương, bị Cộng sản cướp chính quyền, ăn không đủ no, lạnh không đủ củi, để sưởi ấm đến nỗi phải đi tìm, đánh cắp những khung cửa sổ để làm củi, nhóm lửa. Chàng đã ghê sợ những trại tập trung lao động khổ sai, dưới cái lạnh các người của vùng Tây Bá Lợi Á. Chàng cũng thương cho mối tình lãng mạn của Lara và Zhivago, và nhất là bài tình ca bất hủ, mà cũng là bản nhạc nền cho phim. Chàng nhớ sau khi xem cuốn phim xong, có nhiều người đã khóc. Chàng nhìn lên đôi mắt vợ, thấy long lanh, Tuấn xúc động hỏi nhỏ. Nếu lỡ mai sau, miền Nam cũng chịu cảnh việc cộng xâm chiếm thì em có sợ không? Nàng rùng mình, nắm chặt tay chàng, nói nhỏ hơn. Đừng nói gỡ anh, em sợ lắm. Trong mơ hồ, chàng chợt có linh cảm rồi cuộc đời mình sau này cũng sẽ có những nỗi khổ tương đồng với Zhivago. Tiếng kêu của con mèo Luna làm Tuấn trở về thực tại. Vợ chàng vội vàng trộn đồ ăn cho cả bầy bảy con mèo của chàng. Nhìn nàng đang trìu mến vuốt ve từng con vừa khóc vừa nói nhỏ với chúng. Những lời từ giả, lòng Tuấn như xe thắt lại. Chàng biết rồi đây vợ chàng và chàng sẽ vĩnh biệt bầy mèo cưng yêu quý này, vì ngay cả số phận của cả hai người cũng chưa biết trôi dạt nơi nào, trong khi từng binh đoàn Việt Cộng đang ồ ạt tiến vào thành phố. Bầy mèo là niềm yêu thương của cả hai người, vợ chàng đặt cho mỗi đứa một tên. Luna, con mèo mẹ hiền dịu dàng hai màu đen trắng, lông mướt như nhung, là thủy tổ của bầy mèo mà nàng đang nuôi, mang trên cổ chiếc rướp bông màu đỏ. Kế đó là Nuni, Bebop, Luna. Sáu con sau này được cái đều có đủ và đủ màu kể cả tam thể. Theo thứ tự đẻ trước sau, nàng đeo rướp bông cho các màu cam, vàng, xanh, lam, chàm, tím. Theo hiện tượng tán sắc bảy màu của móng trời, tượng trưng cho niềm vui và hạnh phúc. Bầy mèo là niềm thương nỗi nhớ, là niềm kiêu hãnh, là nguồn hạnh phúc của cả hai người. Thế mà giờ đây nàng sắp phải xa lìa chúng, còn nỗi khổ nào hơn? Không dừng được, Tuấn cũng vội ôm lấy con Bốp, con mèo đực to nhất, hai màu đen trắng, mà chàng thương mến nhất, vì nó có đôi nét giống chàng là có rất nhiều đào. Nó vội dụi đầu vào má chàng, cất tiếng rù nho nhỏ, nũng nịu, tự nhiên. Tuấn thấy mình muốn khóc. Những nhà trong khu giám sát viện cũng đã trống vắng nhiều, nhìn những đống tro tàn còn ngúng lửa. Chàng thấy hình như trong những sợi khói mỏng manh đó, còn vấn vương ấm áp tâm sự của những kỷ niệm vàng son mấy ngày nào. Những kỷ niệm mà chàng biết sau này khó có thể mà gặp lại, một khi đã bị cai trị dưới chế độ Cộng sản. Khoảng quá trưa thì Việt Cộng xuất hiện ở đường Thống Nhất. Họ di chuyển bằng xe Molotov, còn mang cả cành lá ngụy trang đã khô héo. Dòng xe di chuyển chậm, những cán binh còn quá nhỏ ngồi hai bên thành xe,
ôm súng ở tư thế chiến đấu. Đoàn xe đi chậm như diễn hành. Nét mặt họ còn mang nặng nỗi mệt nhọc và hoang mang, ngạc nhiên trước cảnh bỏ ngỏ và sự thịnh vượng giàu sang của thành phố. Chính họ cũng không tưởng cái chiến thắng không ngờ của họ thật ra đã được dàn xếp từ những tập đoàn tư bản chóp bu. Những tay lái buôn súng đạn đã buôn bán ngay cả thân xác của những đồng đội mình, cuốn theo vòng quỹ đạo của tập đoàn Cộng sản quốc tế, hy sinh thân xác của các đồng chí ngây thơ, sinh bắc tử nam, kích thích thuyết chuyên chính vô sản bằng bạo lực. Chúng đã hủy diệt nhân mạng cả mấy triệu đồng bào, cả hai miền và ngay cả sinh mạng cán binh còn vương nát ngây thơ. Chúng quyết tâm củng cố cho được quyền lực của đảng và của chính mình bằng cái triết thuyết cộng sản tàn bạo, phi quốc gia và không tưởng của chúng. Tháng 3 75 là tháng thọ đại nạn của miền Trung. Khởi đầu là sự thất thủ ban Mây Thuộc kể từ sáng ngày 11 tháng 3 năm 75. Do sự đánh giá quà quặng của viên tư lệnh chiến trường không biết đâu là điểm, đâu là diện, cuối cùng đã trúng kế Dương Đông kích Tây của địch. Quyết định cam ranh đơn phương của Nguyễn Văn Thiệu vào ngày 14 tháng 3 năm 75 cho cuộc triệt thoái cao nguyên, trút bỏ quân đoàn 2 và mặc cho số phận của hơn 100.000 dân hai tỉnh Pleiku Công Tâm và gia đình binh sĩ là một ván bài thấu cái với chính quyền Mỹ để mong vớt lại viện trợ. Thăng ôi, ván bài xả láng đã thua hết vốn. Lệnh bỏ quân đoàn 2 đã gây nên hậu quả dây chuyền, rối loạn quân tình và làm sụp đổ theo cả những quân đoàn còn lại, và cuối cùng toàn miền Nam đã rơi vào tay Cộng sản. Ngày 17 tháng 3 năm 75, trút bỏ quân đoàn 2 cũng là ngày trung đoàn 53 bộ binh bị tràn ngập vị trí phòng thủ ở Phước An. Sau hơn một tuần chiến đấu cô đơn, họ đóng chốt tử thụ và đã hy sinh đến người lính cuối cùng. Chữ tử thụ đúng nghĩa của những anh hùng da ngựa bọc thay, chứ không phải từ miệng của những viên tướng điếm đàn, miệng hô tự thủ, trong khi một chân đã ở trên sàn máy bay. Ngày 26 tháng 3 năm 75, lệnh di tản chiến thuật tiếp theo làm mất tiêu sứ Huế ngàn năm văn vật, và cũng đã làm thiệt mạng không biết bao nhiêu quân và dân trên đoạn đường vượt thoát bằng đường biển, từ Thuận An, Tư Hiền vào Đà Nẵng. Đà Nẵng mất vào ngày 29 tháng 3 năm 75. Cái thế môi hở răng lạnh đương nhiên khi Huế đã không còn nữa. Sài Gòn và toàn miền Nam có tháng tư đen, trên miền Trung có tháng ba đen. Ba đen, tư đen hay năm đen nói chung là nỗi nhục mất nước của con dân chúng ta. Chúng ta không cần ai giải phóng, chúng ta chỉ muốn có hòa bình, độc lập và nhất là phải có tự do trên mọi lĩnh vực. Hôm nay, ngoảnh nhìn lại cũng đã qua hơn 30 rồi, tháng ba đen, tư đen. Cộng sản nói quê hương đổi mới đã nhiều, thế nhưng chỉ đổi mới cái vỏ bên ngoài của một vài thành phố, có cao ốc hào nhoáng hơn, có khách sạn lộng lẫy hơn, có khiêu vũ trường rộng rịp hơn. Tuy nhiên, xét vấn đề đừng nên xét hiện tượng mà phải xét bản chất. Khách sạn vũ trường chỉ là những hiện tượng để làm mọi người võ đoán. Bản chất là ở đoàn hành khất phải lìa bỏ xứ lên Sài Gòn và các thành phố lớn kiếm ăn. Bản chất là ở dân chúng giàu nghèo càng ngày càng cách biệt, từ bản đỏ sống như đế vương, trong lúc đám dân đen còn quá lầm than khổ cực, cơm đụng ăn không đủ no, nặng buôn hương bán phấn lan tràn khắp mọi nơi. Bản chất là xuất cảnh các em gái ngây thơ qua các nước làm nô lệ tình dục, để kiếm ngoại tệ. Bản chất là đem giang sơn hoa gấm dân cho Tàu Cộng, để mua bả vinh hoa, củng cố thế lực đảng, để cai trị được trường tồn, vân vân và vân vân. Đó mới là bản chất, mới là cốt lõi của vấn đề. Cầu xin ân trên gia hộ cho dân tộc Việt Nam chống hưởng được những gì tự do và hạnh phúc, dù chỉ trong giới hạn tối thiểu nhất. Tác giả Tôn Thất Sang. Bài viết đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.